Xương chày là một trong hai xương lớn ở cẳng chân, có thể nứt hoặc thậm chí gãy khi có ngoại lực lớn trực tiếp tác động. Khi xương chày bị gãy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do đó cần có chế độ chăm sóc hợp lý để phần chấn thương hạn chế tối đa các biến chứng sau này. Về chế độ vận động và luyện tập, hạn chế vận động nhưng nên cử động các khớp chân nhẹ nhàng trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục để tránh cứng khớp. Luyện tập vật lý trị liệu theo sự hướng dẫn của bác sĩ, sử dụng các công cụ hỗ trợ di chuyển để tránh va chạm và tác động mạnh vào vết thương. Gãy xương chày cũng như rất nhiều gãy xương khác thì chúng ta thấy là có hai cái biện pháp căn bản. Cái biện pháp thứ nhất là chúng ta phẫu thuật để chúng ta sửa chữa, kết hợp xương và khắc phục cái chuyện mà gãy xương bằng các cái biện pháp như là đóng đinh nội tủy, bằng các cái kết hợp xương nẹp vít vân vân. Rất nhiều các cái biện pháp mà rất nhiều các kỹ thuật chúng ta có thể áp dụng hiện nay. Cái thứ hai nữa là các biện pháp mà bảo tồn. Đối với những trường hợp không có chỉ định phẫu thuật hoặc là có thể sự bảo tồn được thì hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp như là bó bột rồi là cố định bằng các cái biện pháp hỗ trợ khác. Thì đấy là những cái biện pháp mà điều trị dành cho các cái bệnh nhân mà gãy xương chày. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần bổ sung một số thực phẩm như thực phẩm chứa nhiều canxi như các loại cải xanh, sữa không béo, rong biển. Thực phẩm chứa nhiều magie có trong đậu tương, đậu phộng, chuối tiêu hoặc các loại cá. Thực phẩm chứa nhiều kẽm như hải sản, ngũ cốc, trứng và các loại hạt. Thực phẩm giàu vitamin, đặc biệt là vitamin B6 và vitamin B12 để tăng cường sức đề kháng, giúp duy trì sức khỏe và mau chóng hồi phục các tổn thương xương. Đối với những cái người bệnh mà bị gãy xương chày sau khi mà chúng ta được xử lý về mặt chuyên môn rồi thì chúng ta đã được cố định cẳng chân, chúng ta đã được phẫu thuật rồi để cố định cái phần xương gãy, thì cái việc mà người bệnh sinh hoạt như thế nào cũng đóng góp rất là quan trọng trong cái việc mà hồi phục xương. Ở đây chúng ta sẽ đề cập đến hai cái yếu tố. Thứ nhất là cái yếu tố về mặt dinh dưỡng, chăm sóc, cũng như là cái yếu tố về mặt sinh hoạt. Về mặt ăn uống thì chúng ta biết rằng là tất cả các cái trường hợp gãy xương cũng như là các cái trường hợp về mặt phẫu thuật là bao giờ cơ thể của chúng ta nó sẽ bị suy yếu, sẽ bị mất máu, sẽ bị mất rất là nhiều chất dinh dưỡng và cần nhiều chất dinh dưỡng để hồi phục sức khỏe. Chính vì vậy cho nên cái chế độ ăn của chúng ta trong cái giai đoạn mà sau khi mà đã được phẫu thuật hoặc là sau khi bị gãy xương thì cần phải có đầy đủ các cái chất dinh dưỡng khác nhau từ các cái nhóm cơ bản như là protein, glucid, lipid và các cái vitamin, muối khoáng nói chung. Ngoài ra, cần chú ý hạn chế uống rượu bia và không sử dụng các chất kích thích, tránh sử dụng đồ ăn chiên xào và nhiều dầu mỡ, giữ vệ sinh sạch sẽ vùng bị tổn thương, không tự ý bôi thuốc hoặc uống thuốc nếu không có sự chỉ định của bác sĩ, tái khám định kỳ.